Sáng nay, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tham mưu Quân khu 5 long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ Chủ huy khu 5 quyết định thành lập Phòng Tham mưu khu 5. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của ngành tham mưu quân khu nói chung và Bộ Tham mưu Quân khu nói riêng. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau và trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Phòng Tham mưu đã phát triển thành Cục Tham mưu và Bộ Tham mưu với chức năng là cơ quan chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, là trung tâm hiệp đồng tác chiến tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành anh dũng, mưu trí sáng tạo, khoa học chuẩn xác, đoàn kết hiệp đồng, trưởng thành toàn diện. Với những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, Bộ Tham mưu Quân khu được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nước bạn tặng thưởng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý.